Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua cho biết hơn 16.000 trẻ em đã phải di rời ở miền đông Libya sau cơn bão Daniel. Điều này nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của các em. Cũng theo UNICEF thì nhiều trẻ em bị ảnh hưởng do thiếu các dịch vụ thiết yếu như là y tế, trường học và nước sạch. Riêng ở thành phố Derna, 50% hệ thống nước được ước tính là bị hư hại. Các bệnh lây truyền qua đường nước đang là mối lo ngại hàng đầu. UNICEF cũng lo ngại là hàng trăm trẻ em có thể đã thiệt mạng trong đợt thiên tai vừa qua vì trẻ em chiếm khoảng 40% dân số Libya. Ngoài 65 tấn hàng cứu trợ thì quỹ UNICEF đã cung cấp vật liệu xử lý nước cho người dân tại khu vực chịu đợt thiên tai khủng khiếp này, đồng thời cử các nhóm bảo vệ và hỗ trợ tâm lý lưu động cho trẻ Libya.